Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể đồng chí, chiến thắng lịch sử 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không không những đã đập tan ý đồ đen tối của Mỹ là đưa Hà Nội của chúng ta trở về thời kỳ đồ đá, mà còn góp phần cổ vũ động viên quân và dân cả nước đánh thắng giặc ở trên các chiến trường và tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước. Và bây giờ xin kính mời các thủ trưởng, các đồng chí hãy cùng một lần nữa hướng lên màn hình sân khấu để xem các phi công của chúng ta đã chiến đấu anh dũng như thế nào trên bầu trời Hà Nội 12 ngày đêm. Xin kính mời các thủ trưởng và các đồng chí. Vượt qua tiêm kích, tiếp cận B-52. Hai tám thấy tốt, ba quả đen bên phải, 15 độ. Đúng, quả đen bên phải 15 độ. Một bắn rơi B-52 phải tăng tốc độ, tiếp cận nhanh, phải vật tăng lực để vọt lên. Nhưng màn đêm có vệt lửa sẽ bị lộ. Giây nữa mới đến cự ly phóng tên lửa. Nếu tăng lực toàn phần để đạt tốc độ lớn thì chỉ cần 10 đến 15 giây. Phải chấp lấy thời cơ. Thằng Long gọi 28. Thằng Long gọi 28. 28 nghe tốt trả lời. 28 nghe tốt trả lời. 28. 28 đâu? 28. 28 đâu? 28 đâu? 28. 28 thôi. Đừng gọi nữa. Vừa rồi các thủ trưởng, các đồng chí vừa được theo dõi trích đoạn video clip trong bộ phim Hà Nội 12 ngày đêm, dựng nguyên mẫu về một đồng đội của Trung tướng Phạm Tuân đã chiến đấu tiêu diệt B-52 vào đêm 28 tháng 12 năm 1972 và đã anh dũng hy sinh. Xin Thủ trưởng Tuân có thể nói rõ hơn về trường hợp hy sinh anh dũng của phi công Vũ Xuân Thiểu. Các đồng chí qua đoạn phim thì thấy rằng đấy, phi công nhân dân Việt Nam chúng ta cất cánh đánh nhau trong những điều kiện như vậy. Trước đây chúng tôi bay ở những cái đường băng mà ở trên vùng núi ấy, không có đèn điện, thì phải đổ dầu vào những cái đuôi bom, đổ dầu vào những ống bơ, xong rồi là xếp ra mỗi người cầm mấy cái, đến lúc mà có địch vào đánh bom, đánh báo động keng 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 ra thì mỗi người là đốt 2-3 cái ngọn đèn.
Và khoảng mấy chục người thì đứng ra hai bên cạnh đường và đốt và để xuống đấy thành cái tín hiệu để cho phi công cất cánh. Mà vừa rồi các ông chí trông đấy, người ta cường điệu hóa nó lên chút thành cái người cầm cờ, cầm lửa mà vẫy đấy. Nhưng mà thực tế chúng ta đã cất cánh và hạ cánh trong những điều kiện như vậy. Thế thì như trên tôi nói là không quân nhân dân chúng ta là lúc bây giờ thì quyết tâm chiến đấu rất cao. Và chúng tôi đều nghĩ rằng là đều nói với nhau là nếu như bắn hai quả tên lửa không rơi thì sẵn sàng làm quả tên lửa thứ ba để đâm vào máy bay của địch để tiêu diệt được B-52. Thế thì thực tế chúng ta nhiều phi công đã làm đến cái trận của anh Thiều này chứ không phải đến anh Thiều cuối cùng đâu. Anh Nguyễn Tiến Sâm, người Hà Nội, khi đuổi một chiếc máy bay của địch ở cự ly rất gần, nếu đúng ra thì không bắn thoát ly thì không sao cả, nhưng mà anh ấy quyết tâm bắn xong lao luôn vào máy bay của nó. Nhưng rất may là khi quả tên lửa nó nổ thì mảnh nó văng ra chung quanh, còn cái lỗ cái ở giữa ấy, thì nó lại không có mảnh, nên anh chui qua cái điểm nổ. Và máy bay từ khi trước đó thì trắng, nhưng mà chui qua điểm nổ là bị khói nó hun đen cả cái máy bay và hết oxy, nên là động cơ bị tắt luôn. Vì động cơ bị tắt, sau đó là anh ấy mở máy, anh về hạ cánh và tiếp tục đi đánh nhau được. Từ đấy tôi nói là trước khi anh Thiều như vậy. Thế còn đêm 28/12, anh Thiều cất cánh từ sân bay dự bị ở Cẩm Thủy, mà ở trên một cái đoạn đường băng rất ngắn chúng ta mới làm ở Cẩm Thủy, và cất cánh lên cũng bay về phía Sơn La để đánh B-52. Thế thì khi phát hiện, vì nhiễu dày đặc nên là khi phát hiện được B-52 thì ở cự ly rất gần, khoảng 3-4 cây số. Nhưng anh quyết tâm vào công kích và anh chỉ báo cáo về sở chỉ huy là phát hiện, xin phép công kích. Và lúc bây giờ như tôi nói rồi, tốc độ tiếp cận rất là lớn, khoảng 600 cây số, 500 cây số một giờ, nên là tiếp cận vào rất nhanh như vậy. 3 cây số thì chỉnh điểm ngắm là nó đã vào gần đến máy bay rồi. Nhưng anh quyết tâm là phóng tên lửa đồng thời đâm luôn vào máy bay B-52. Thì cái máy bay cháy rơi tại chỗ ở vùng trời Sơn La. Nhưng mà không có một thông tin nào, anh không có kịp báo cáo về, chỉ biết là xin phép và công kích thôi. Sau đó thì chúng tôi lên cái chỗ máy bay B-52 rơi, một đại đội bộ binh ở đấy, người ta dẫn đi đến tận cái chỗ B-52 rơi, thì mảnh B-52 cùng với lại sát mảnh của máy bay MiG-21 cùng một chỗ rơi, cùng ở một vị trí, nên là xác định rằng MiG-21 của chúng ta đã đâm vào B-52, và anh Thiều hy sinh là đã dùng cả máy bay MiG của mình đâm vào B-52 để đánh B-52. Đấy, tôi muốn nói là ý chí của chúng ta, quyết tâm của chúng ta và bản lĩnh của phi công nhân dân Việt Nam như vậy. Và chính vì những yếu tố đó đã làm đến chiến thắng và anh Thiều được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Và có lẽ đây là một phi công nổi tiếng, huyền thoại của không quân nhân dân Việt Nam, anh Hùng. Vâng, xin cảm ơn Thủ trưởng Tuân đã cho chúng tôi biết rõ hơn về trường hợp chiến đấu anh dũng hy sinh của phi công Vũ Xuân Thiều.